Chào mừng các anh chị thân mến đã trở lại với kênh của Nu88, nơi chúng tôi không ngừng cập nhật những thông tin mới nhất, hữu ích nhất đến cho anh chị. Hôm nay, Đại Lý rất vui mừng và trân trọng khi được chia sẻ một chủ đề đặc sắc và cực kỳ thú vị, đó là 50 hình ảnh feedback khách hàng về Marine Omega 3 của Nu Skin. Khách hàng nói gì về Nu88? Đầu tiên và cũng là điểm nhấn mà Nu88 muốn mang đến anh chị, đó là những lời phản hồi tích cực từ 50 khách hàng đã mua Omega 3 tại đại lý của chúng tôi. Họ không chỉ mua sản phẩm, mà còn đã trải nghiệm và cảm nhận được sự thay đổi tốt lên về sức khỏe từ sản phẩm này. Họ chia sẻ rằng Omega 3 đã giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của họ, giảm bớt căng thẳng và đem đến cho họ một cảm giác tràn đầy sức sống, năng lượng. Hãy cùng xem và nghe những phản hồi này để cảm nhận sự thật và chân thành từ từng lời chia sẻ. 1. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Omega 3 là loại axit béo không thể thiếu trong việc duy trì và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Nó giúp làm giảm mức cholesterol xấu, ngăn chặn sự xơ vữa động mạch, từ đó giúp tăng cường sức khỏe tim mạch. 2. Hỗ trợ chức năng não bộ. Omega 3 giúp cải thiện chức năng trí não, cải thiện khả năng tư duy, tập trung và nhớ lâu. Đây là một chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển trí tuệ, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. 3. Làm dịu các triệu chứng viêm khớp. Nhờ vào khả năng chống viêm mạnh mẽ, Omega 3 giúp làm giảm đau và sưng do viêm khớp, tăng cường chức năng vận động. 4. Cung cấp dưỡng chất cho da. Omega 3 giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, giúp da mềm mại, đàn hồi và giảm nếp nhăn. 5. Hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Omega 3 thúc đẩy hoạt động của hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể đẩy lùi bệnh tật một cách hiệu quả hơn. 6. Cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng. Nghiên cứu cho thấy Omega 3 có thể giúp giảm stress, trầm cảm và lo âu. Tiếp đến, để anh chị hiểu rõ hơn về sản phẩm mà chúng tôi đang cung cấp, Nu88 sẽ giúp anh chị khám phá chi tiết hơn về sản phẩm Omega 3. Đây không chỉ là một sản phẩm đảm bảo chất lượng cao mà còn được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín, đảm bảo cho sự an tâm và tin tưởng của anh chị khi sử dụng. Đặc biệt hơn, Nu88 còn muốn chia sẻ những hình ảnh thực tế mà khách hàng đã gửi về cho đại lý sau khi mua sản phẩm. Những hình ảnh này không chỉ chứng minh rằng khách hàng đã tin tưởng và hài lòng với sản phẩm của chúng tôi, mà còn cho thấy sự cảm nhận chân thật và thực tế nhất về hiệu quả của sản phẩm. Khi anh chị hàng chọn mua Omega 3 tại Nu88, chúng tôi cam kết mang đến cho anh chị 6 điều. 1. Sản phẩm chính hãng, đảm bảo xuất xứ rõ ràng. 2. Chất lượng sản phẩm được kiểm định và đảm bảo. 3. Giá cả cạnh tranh, phù hợp với túi tiền của mọi người. 4. Hỗ trợ tư vấn tận tình, giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp. 5. Giao hàng nhanh chóng, đảm bảo. 6. Chính sách đổi trả linh hoạt, thân thiện với khách hàng. Đây là những cam kết từ Nu88 và đại lý sẽ không ngừng nỗ lực để mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất. Bây giờ, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về quy trình mua hàng tại Nu88. Rất đơn giản, anh chị chỉ cần truy cập vào website của đại lý, chọn sản phẩm yêu thích và điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể gửi hàng đến tận nơi cho anh chị. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, anh chị hãy liên hệ với Nu88 qua số điện thoại hoặc 083-551-9999. Cuối cùng, Nu88 muốn khẳng định rằng tất cả những phản hồi mà đại lý chia sẻ trong video này đều là từ người thật, việc thật. Sự phản hồi từ khách hàng là một phần quan trọng để đại lý cải tiến và phát triển, do đó, chúng tôi luôn trân trọng và coi trọng những ý kiến từ anh chị. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem video này. Nếu anh chị thấy hữu ích, hãy để lại bình luận và chia sẻ video này với bạn bè. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Nu88. Chúc anh chị một ngày vui vẻ, tràn đầy năng lượng và sức khỏe.